Hôm nay thì mình sẽ test thử với chiếc điện thoại Redmi Note 4X. Đây là con Redmi Note 4X, con này là màn hình 5.5 inch, nó khá là to, to nhất so với các con như là Redmi 5A hay là các con này. Và các bạn lưu ý rằng đối với Redmi Note 4X thì nếu các bạn sử dụng những cái chiếc cover như này thì mình dùng bình thường. Nhưng một số bác dùng các cái cover như sau thì chúng ta không sử dụng được cho game pad này nhá. Đây, một số anh em dùng các cái cover như này, ví dụ đây là ốp silicone thường, nhưng mà để chúng ta dùng ốp silicone mà mình gắn thêm các cái ring như này. Đây, tại vì có cái ring này mình có thể đặt điện thoại như này thì không sử dụng được với cái gamepad này nha. Hoặc là các bạn dùng các cái ốp da của Xiaomi như này. Đây, mình có một cái ốp da như này. Đây là kiểu ví da ấy. Rồi. Ở đây thì nó có một cái mặt kính như này và có cái mặt nhựa như này. Thì chúng ta sẽ phải tháo cái này ra nhá. Mình nếu mà dùng gamepad này, các bạn sẽ phải tháo cái mặt này ra này đó, còn là như cái dinh này cũng phải tháo ra. Rồi ở đây thì mình có thêm một cái phụ kiện nữa để cho đi kèm với tiền bát này, các bạn có thể mua thêm, đó chính là những cái nút joystick như này. Mình không nhớ mình đã làm review cái joystick được chưa. Những cái joystick như này để chúng ta gắn vào, chúng ta có thể dùng như các cái nút điều hướng ở trên game đó, mình có thể dùng các cái nút này để làm cái option thêm. Hoặc là các bạn chơi PUBG, mình có thể mua thêm hai cái tai này nữa này. Ở đây mình chỉ có một cái joystick này thôi. Đây mình sẽ thử luôn là cái gamepad này với cái root joystick này, và chúng ta sẽ chơi thử game Liên Quân Mobile xem như thế nào nhá. Rồi đầu tiên là mình sẽ lắp cái này vào. Rồi đối với ốp silicone này thì mình không phải tháo nắp cover, các bạn để lắp luôn trực tiếp vào đây. Và lưu ý rằng mình sẽ lắp như này. Cái ốp này mình sẽ cắm được qua đây nhá. Mình giải thích vì sao các bạn phải cắm như đấy. Mình sẽ cắm như này tại vì, rồi mình sẽ giải thích cho các bạn vì sao chúng ta sẽ phải cắm như này. Chúng ta sẽ cắm như này, thứ nhất là mình có thể cắm được tai nghe như này. Các bạn đã chơi game các bạn phải đeo tai nghe rồi, không thể là bỏ qua voice chat ở trong Liên Quân được. Và bên này thì đây sẽ có cái này để cho chúng ta cắm cái sạc điện thoại trong trường hợp mà cần gấp. Nhưng mà một khuyến cáo với các bạn là không nên vừa sạc điện thoại vừa chơi game. Thứ nhất là nó rất là nguy hiểm, có thể gây chai pin, và thứ hai nó có thể dẫn đến là hiện tượng nổ máy và ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng các bạn. Đây, mình có thể cắm được cái lỗ này vào đây. Đấy. Rồi, ngoài ra option mình sẽ lắp thêm những option như này, option tùy chọn. Đó, mình có thể lắp thêm được cái này. Nhưng mà mình thấy lắp cái này khá là vướng, tại vì đây, bạn lắp thì hai cái tai để bắn PUBG, ôi dồi ôi, có gọi là mất chất lừ luôn đấy. Bắn vào đây này, mình sẽ cố định được cái này. Các bạn nhìn thấy không? Ui, 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 ui. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi thử game Liên Quân bằng chiếc gamepad này nha. Rồi chúng ta sẽ chơi thử Liên Quân nhá. Mình sẽ để cả option joystick này xem chơi như nào. Đây, chúng ta sẽ khởi động Liên Quân Mobile. Các bạn để này thì các bạn vẫn có thể sử dụng điện thoại bình thường được, mình vẫn có thể lướt Facebook. Tuy nhiên là mình không chụp ảnh được thôi, tại vì đây, cái này cái cam nó ở góc này thì tay này nó che mất, các bạn không thể chơi được, không chụp ảnh được. Nhưng mà mình vẫn có thể đựng máy để xem phim, nhà chủ yếu cái này phụ để game thôi, game mình. Rồi chúng ta sẽ chơi thử. Mình sẽ chơi và đánh giá cái cảm giác khi sử dụng cái dây cầm này mà chơi game như nào. Đầu tiên là cái cảm giác, có thể rút này ra, rút này ra, cầm rất là thích luôn các bạn. Mình có cảm giác như cầm một cái Game Boy ngày xưa của Nintendo ấy, hoặc là cái PSP của Sony ngày xưa đó. Tiếng nó vẫn phát ra cái loa này rất là ok này. Đây, các bạn không muốn dùng này, các bạn có thể đóng cái này vào lại này. Mình sẽ đóng như này. Đó, nó khá là chạp rồi. Đấy. Ôi, lỏng đấy. Đó, kêu hai lần cặc cặc cái là được. Rồi, chúng ta sẽ chơi thử Liên Quân Mobile xem như nào. Mình chơi ra đần nhá. Khá là thích các bạn. Cái này, nhìn cái này, mình cầm này rất là game thủ luôn. Gaming luôn, gamer. Cảm giác rất là khoái. Ở đây mình sẽ chơi ra đần luôn. Ấy Ranit, Triệu Vân. Chơi thử một chút thôi. Nếu mà chơi hết một cái ván này thì nó chắc phải tầm hai mấy phút. Ở hiện nay thì mình vẫn đang làm các chủ đề về review các cái tướng trong Liên Quân Mobile, hoặc là các chủ đề về lên đồ, hoặc là các cái dạng sự kiện của Liên Quân Mobile. Thì các bạn nhớ like, subscribe của kênh để theo dõi các video về Liên Quân Mobile nhá. Rồi. Cầm khá là thích luôn các bạn. Tí nữa mình sẽ phải điều chỉnh cái này để cho nó khớp với cái nút điều hướng.
Thực ra liên quân mình chỉ sử dụng nút này chiều hướng này. Bên này mình sẽ dùng các skin, bên này mình sẽ mua đồ, bên này mình sẽ check map. Nó cũng đơn giản thôi. Cái option này các bạn thì mua thêm nhé, đi kèm nó sẽ không có cái này. Rồi chúng ta chuẩn bị vào trận rồi. Bây giờ mình sẽ thử luôn cả nút điều hướng này. Có vẻ khá là khó ấn các bạn ạ. Khá là cầm một, mình sẽ chơi thử một lúc để xem cảm giác tay nó có mỏi không. Các bạn chơi thì chúng ta bao giờ cũng phải đặt tay lên bàn như này nhá. Rồi. Granit đi đường xe ra. Kìm già rất oách luôn các bạn. Để nó tuột ở già này. Đấy lại ấn nhầm rồi đúng không ạ? Vì điều chỉnh lại cái này một chút. Let's fight for a better future. Mua đồ này. Đi vào cướp rừng nữa. Bị lag không ạ? Mình nghe tiếng speed nhưng mà nó cũng chưa di chuyển. Thực ra dùng 1 triệu won đi rừng cũng khá là hay, giải pháp không tệ. Mình thấy các warrior đi rừng khá là ngon. Cho mết đi rừng thì mẹ khá là dị thôi. Đánh rồng luôn nhỉ. Đánh rồng luôn các bạn. Chết rồi, mình hết mana rồi. Chết rồi, tình cường nó đang ép rồi. Đánh trong rồng đã. Trời ơi, bao giờ xong. Bỏ tay quá. Nó đang vây trụ như này. Nhưng kệ, hôm nay chủ yếu ư sắp chết rồi. Đi đánh dòng một chết luôn. Có lẽ mình sẽ bỏ cái tay này ra, mình thấy nó khá là vướng. Khá là vướng. Đây, nút điều hướng của nó sẽ ở góc này này. Tổ này không thông nào đi rừng luôn. Quy Lê nó còn đang đi đẩy trụ rồi. Vãi chưa. Ăn nó đi, ăn nó đi. Ăn đi một mạng rồi. Chết rồi, chết rồi. Thằng đi rừng nó ra nó chém rồi. Ây da. Nói chung là cái cảm giác của mình khi mà sử dụng cái tay cầm này thì khá là phê các bạn ạ. Có cảm giác như là chơi PlayStation vậy. Rất là thích luôn. Rất là thoải mái. Còn hơn là nếu các bạn bình thường các bạn chơi các bạn sẽ cầm như này. Nhiều khi là tay mình còn đè vào camera, sau đó mình sẽ phải đi lau camera, mình sẽ rất là vất vả. Đây, cầm như này. Và nhiều khi là cũng run tay mà những cái pha combat cần phải đánh rất là nhiều lực chẳng hạn. Đấy như cái pha vừa rồi ấy, là một pha combat ganh rất là khiếp. Nhưng mà khi có cái tay cầm như này chơi rất là thoải mái, rất là thích luôn ấy. Có khi nhiều bạn trở thành game thủ sau khi lắp thêm cái option này. Đó. Mà giá nó cũng khá là rẻ, chỉ có 15k thôi. Mình sẽ chơi thêm khoảng một round nữa. Ui, cái này mất hết trụ rồi. An enemy has been defeated.
Mục đích của mình đánh nốt con rồng rồi đã. Ô, nó ăn mất rồi. Ôi, quá hay luôn. Như vậy chúng ta vẫn giành chiến thắng. Nói chung là khi cảm giác mà mình chơi cái chiếc tay cầm này thì mình thấy rất là thoải mái hơn. Các cái động tác là combat hay là nói chung là nghịch này thì rất là mình thấy rất là dễ chịu. Nói chung là khi có thêm cái phụ kiện này thì khi mình chơi thời gian game dài thì mình thấy cảm giác nó rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Và mình nghĩ rằng đây là một cái sản phẩm nên có đối với các bạn yêu thích chơi game, mà là mình sử dụng những chiếc điện thoại to dài như này để chơi game thì nó rất là phù hợp. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Ok, xin chào, gặp lại.